Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục chia sẻ cho tất cả các bạn về đề tài môi trường xanh sạch đẹp tại khu vườn của Trần Canh để một ngày mới có nhiều năng lượng hơn. Xin mời tất cả các bạn cùng xem nhé. Đây là năng lượng của Trần Canh này các bạn. Là bộ bàn ghế này Trần Canh hay ngồi làm việc nha các bạn. Rất là nhiều năng lượng đó các bạn. Đây. Giờ mời các bạn ra khu vườn của Trần Canh xem môi trường xanh sạch đẹp như thế nào. Để mình liên tục nạp năng lượng mỗi ngày nha các bạn. Bên này các bạn, đây là một vàng bông giấy. Đó, Trần Canh mới cất vàng luôn. Trần Canh phải cất vàng rồi sắp xếp lại cho nó đẹp. Rất là thoáng, rất là mát luôn. Đây là những cái cây đinh lăng Trần Canh mới chăm sóc lại các bạn. Thì mình sẽ đôn những bùa rỡ này lên cho nó đẹp, cho củ nó nhanh phát triển các bạn. Đây nữa nè các bạn. Các bạn thấy không? Thì những bùa rỡ này cực kỳ là đẹp luôn. Làm bonsai mini các bạn. Thì môi trường rất là xanh luôn. Mời các bạn đi. Đây các bạn, Trần Canh trồng rất là nhiều đinh lăng luôn để mình tạo môi trường xanh nha các bạn. Đây những cái cây bự này, Trần Canh sẽ quay những cây bự cho các bạn xem. Ui, bùa rỡ nó đẹp không các bạn. Ui, nó làm bonsai. Cực kỳ là đẹp luôn. Không? Rất là đẹp. Và đặc biệt Trần Canh có trồng mía các bạn. Mía này. Đây, những cái bụi mía để mình trồng mình bán hàng ngày các bạn. Đó, mía rất là tốt luôn. Cũng là rất là xanh. Đây. Trần Canh đang trồng đậu que các bạn. Đậu que mới trồng lên. Nếu mà nó ra trái thì Trần Canh sẽ review cho các bạn xem. Đậu que. Đây mía nữa các bạn. Các bạn thấy mía. Thì mía Trần Canh trồng tốt lắm. Bạn thấy không? Mía là mình trồng mình phải cột lại dài như các bạn. Cột bó lại dài cho nó đứng. Nó đứng phát triển nhanh lắm. Mình đứng cho nó ngã. Đấy. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Môi trường rất là xanh sạch đẹp. Đặc biệt đây này cây măng cầu này các bạn. Ở đây cây gọi là cây quả na đang ra bông ra trái các bạn. Bông nó này. Bạn thấy không? Đang ra trái ra bông. Bông nó cực kỳ là sai luôn. Đây. Đây là mía nữa. Mía đang canh trồng. Mía rất là nhiều. Để mời cái khu mía này Trần Canh sẽ cải tạo lại thành một vườn cây kiểng bonsai giờ đinh lăng. Đấy. Mía mình phải bó lại vậy. Đấy.
Ai đặc biệt cây mận cầu này các bạn. Bên này. Đó. Đây ra trái cực kỳ sai luôn. Đang ra trái các bạn. Ồ, bạn thấy trái không? Ui, trái không? Cực kỳ sai luôn. Nó đang lớn, bữa nào lớn lên là Trần Canh sẽ quay cho các bạn xem. Một màu xanh rất là đẹp luôn các bạn. Trái cực kỳ là sai luôn. Ồ, lá xanh đẹp không? Mơn mởn luôn. Rất là nhiều năng lượng nha các bạn. Cái đây là một cái xoài. Cái xoài cũng có là năng lượng rất là nhiều luôn. Đây cũng là đinh linh trong cành đang trồng rất là nhiều. Đặc biệt đây là lan các bạn. Lan là lan phượng quỷ nha các bạn. Lan phượng quỷ đó. Màu bông rất là đẹp luôn, rất là thơm. Không gian thoáng mát, rất là đẹp. Trong cái còn đây là mía nữa các bạn. Mía rất là tốt luôn. Bụi rất là tốt. Đặc biệt đây các bạn là cây đu đủ, đủ của Trần Canh này. Bạn thấy không, đu đủ này 4 năm nha các bạn, 4 năm vẫn cái trái, trái cực kỳ sai luôn. Quá chi là đẹp luôn. Đây, Trần Canh sẽ quay cái chuối cho các bạn. Chuối ra trái. Chuối chắc. Trên này có một buồng chuối các bạn thấy không? Buồng chuối á. Trần Canh cây này ra hai buồng nha các bạn. Đặc biệt chuối ra hai buồng luôn. Còn đây là những cái keo Trần Canh đang chăm sóc cho nó lớn. Keo Trần Canh trồng. Keo trầu nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Đây là chậu lan. Lan kiếm tiên vũ các bạn. Bạn thấy lan kiếm tiên vũ. Rất đẹp. Đây là kiếm tiên vũ ra bông các bạn. Ui, rồi bông rồi này. Bạn thấy không? Đẹp không? Bông cực kỳ là đẹp luôn. Ui, qua gần các bạn xem. Bông đẹp không các bạn? Cực kỳ là thơm, cực kỳ là đẹp. Đây, các bạn thấy không? Cái cần bông này dài gần cả mét nha các bạn. Từ trong góc ra này. Dài gần cả mét. Bạn thấy không? Bông quá đẹp luôn. Quá đỉnh luôn. Lưỡi mắt mũi luôn đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cần bông ra lâu tàn nha các bạn. Đây là những chậu đinh linh. Canh đang nuôi củ rợ nó nè các bạn. Củ đó nó cực kỳ đẹp luôn. Mình để làm bonsai. Đây,
lần kiếm nữa các bạn. Mong loài đang nở đây. Búp còn nè. Bạn thấy búp không? Đang nở. Khi mình canh nở ban đêm á các bạn, mùi thơm nó dễ chịu lắm. Mùi thơm này cực kỳ dễ chịu luôn. Chưa bung hết cánh này, chưa bung hết. Khi bung hết thì anh sẽ review cho các bạn xem. Đó, dùng góc nó này cực kỳ đẹp luôn. Đó, bạn thấy không, đèn lú nhú búp này. Đó, con này cũng rất là dài. Chậu kiếm này siêu to khổng lồ luôn các bạn. Chậu kiếm của Trần Cành là cả khi ra bông đủ là mấy chục dồi bông. Đây một chậu nữa đó các bạn. Bông này đang tàn, chuẩn bị ra trái, hết bông ra trái. Đấy, bạn thấy không? Đang có trái. Những cái chậu này là cái nụ hết nha các bạn. Bữa nào có bông canh sẽ quay cho các bạn xem. Đây, đây là một bông điệp. Cái điệp này điệp đỏ. Bông điệp này cực kỳ là có năng lượng luôn. Trần Canh bữa nào Trần Canh sẽ kiếm cây điệp vàng nữa, Trần Canh trồng hai cây, cây đỏ là cây vàng. Đó, cảm thấy bông điệp đẹp không? Bông điệp cực kỳ đẹp luôn. Đó là môi trường phía bắc của ngôi nhà Trần Canh. Còn phía nam của Trần Canh thì trồng những cái thức ăn. Đó, bạn thấy chuối không? Cây chuối. Đó. Đây hoa mồng gà nha các bạn. Mồng gà cổ Việt Nam đang ra hoa. Bữa nào ra hoa bự thì Trần Canh sẽ review cho các bạn xem. Cực kỳ đẹp luôn. Thôi bây giờ Trần Canh xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế. Xin bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.